Các bạn đang xem đây là một pha đi bằng bánh trước mà đi ngược chiều. Nhìn nó ảo thiệt là ảo à. Nói chứ không phải vậy đâu. Cái này là tôi chậm ngược lại cho mấy bạn coi thôi, chứ bố thằng nào mà làm được như vậy trời. Và sự thật nó sẽ là như thế này. Đấy, đi bằng một bánh trước, đi cũng vài chục mét hoặc trăm mét, đó là tùy vào trình độ bạn tập nhiều hết. Thì trong cái phạm vi camera đặt này thì tôi chỉ đi một đoạn để cho các bạn xem thôi nhé. Hãy cùng theo dõi chi tiết nào. Nhớ xem đến cuối clip để cùng xem tôi ăn hành ra sao nhé. Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với phần tập biểu diễn xe. Thì vừa rồi các bạn đã xem, đấy chính là một động tác kỹ thuật mà người ta gọi tên tiếng nước ngoài là stoppie, nghĩa là mục đích đi bằng bánh trước. Thì như thế nào để có thể đi bằng bánh trước một cách an toàn và đúng động tác kỹ thuật thì vui lòng xem hết video clip nhé. Thì với động tác mục đích, vì chúng ta chỉ đi bằng bánh trước và sử dụng thắng trước nên cái phần thắng trước nó rất là quan trọng. Thì đối với những chiếc xe nào có thắng đĩa thì nó sẽ dễ dàng hơn trong việc thực hiện động tác này. Ngoài ra, với những cái đĩa thắng của bạn, nếu mà bạn muốn cho nó mướt hơn, nó ngon hơn thì chúng ta có thể thực hiện theo cái phương pháp cách mài nhám đĩa thắng và bố thắng để giúp cho bố thắng ăn hơn mà tôi đã từng nêu trong kênh YouTube của tôi. Thì các bạn vui lòng xem lại để có thể làm cho mình cái thắng hoàn chỉnh hơn trước khi thực hiện động tác này. Đây, và với chiếc xe của tôi, chiếc xe mô tô, thì với trọng lượng càng lớn, xe càng to thì chúng tôi phải cần một cái hệ thống thắng càng hiệu quả hơn. Thì tôi sử dụng một cái cùm phanh zin theo xe kèm với lại 2 heo 4 piston. Thì với cái động tác mục đích này, cái điều quan trọng đó chính là chúng ta phải giữ thăng bằng tốt và điều khiển xe tốt. Thì khi mà chúng ta tập mục đích nó sẽ dễ dàng hơn cho mình. Và với cái tư thế mục đích thì chúng ta sẽ là ngồi trên xe bình thường, hai chân, hai đùi kẹp sát vào bình xăng hoặc là kẹp sát vào yên xe nếu xe không có bình xăng. Tư thế ngồi thẳng tay, dùng sức ghi chặt tay, mắt luôn hướng về phía trước. Khi mà bắt đầu tập nó sẽ như thế này. Chúng ta ngồi lên xe, ngồi tư thế thoải mái, thẳng hai chân kẹp vào bình xăng, chạy thử với vận tốc khoảng 30 km/h. Sau đó lập tức bóp âm cồn, siết thắng, siết ra nhẹ khoảng chừng 30% lực chứ không siết hẳn. Siết ra nhẹ 30% lực, sau đó đột nhiên siết hẳn kèm người hơi dồn vào phía trước. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á là cái hướng nhìn của bạn. Khi bạn bốc đít lên thì nếu bạn cúi đầu xuống như vậy thì bạn sẽ không thể nào biết được cái góc mình lên cao thấp và bạn sẽ dễ lật xuống mặt đường. Vì thế tôi khuyên là mỗi lần mà khi chúng ta bốc đít lên thì người lên xe lên kệ nó, nhưng mà cái đầu chúng ta vẫn ráng ngỏng lên để chúng ta nhìn về phía trước thì nó sẽ giảm đi cái độ sợ hãi và nó sẽ giúp chúng ta dễ thăng bằng hơn khi thực hiện cái động tác này. Nào các bạn hãy xem kỹ pha chiếu chậm mà tôi thực hiện nhé. Hai tay tôi thẳng, đầu luôn ngẩng lên, mắt nhìn về phía trước, mông hơi hở lên khỏi yên. Và khi xuống, mông tôi sẽ xuống sau khi xe nó xuống, sẽ đỡ tác động vô cái mông của mình hơn. Và nhìn từ phía trước nhé. Bạn chú ý rằng mắt tôi vẫn luôn nhìn thẳng và hướng lên, không chút xuống. Đấy. Và khi rớt xuống, chúng ta sẽ nhẹ nhàng đưa đít xuống sau. Nên nhớ là phải ra nhẹ thắng, sau đó mới siết thẳng, thì lúc đó xe sẽ bốc lên một cách nhẹ nhàng. Một cái hệ thống thắng trước để mà tốt cho việc stoppie thì đối với cái chiếc xe nhỏ của mình á thì không hẳn nhất thiết là tôi phải thay những cái tay mà Rambo của xe mô tô đi 2 heo hay là thay những con heo lớn thì nó mới mang tính hiệu quả. Mà cái quan trọng là mình phải làm sao mình set up được một cái phần thắng mà cái cùm với lại cái heo thắng á, nó đồng bộ và nó hiệu quả cho nhau. Ví dụ đơn giản vậy, chiếc xe của bạn là chiếc xe Xster Winner con heo thì rất là nhỏ, bạn thay cái cùm xe đua MotoGP vào hay gì bê tông rất là lớn thì nó sẽ rất là cứng, bóp nó sẽ không có cảm giác và bạn khó chịu lắm. Thà là bạn cứ để thẳng heo zin, chỉ việc làm theo cái phương pháp chà nhám, heo thắng, bố thắng, thay dầu thắng thì là đã có thể mình tập cái những cái động tác cơ bản của cái bóp đít này rồi. Chỉ khi nào mà các bạn muốn nâng cao, như là muốn cho nó đi nhanh hơn, đi xa hơn thì lúc đó mình sẽ phải nâng cấp, nhưng mà nâng cấp phải đồng bộ và hiệu quả chứ không có quá lố. Thì để mà nâng cấp như thế nào hiệu quả thì vui lòng đó xem phần sau nhé. Đây là một học viên của tôi và tôi đã hướng dẫn anh ấy kỹ thuật này. Ở ngay lần đầu anh ấy đã có thể làm tốt được động tác, và ở lần thứ hai có vẻ như anh ấy đã lên quá cao và mắt hơi chúi về phía trước. Vâng, và ở lần thứ ba này có một sự tiến bộ rất là mà xí cái hình như có gì đó hơi sai sai. Tua lại tí xíu coi. Anh ấy sai chỗ nào nhỉ? Anh ấy mắt hơi hướng về phía trước xuống quá và siết quá thăng. Ui da, chết cha. Ai da. Một hit shot.